Ngày 13 tháng 1, tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa giải cứu thành công một tài xế lái xe bồn chở dầu bị lật nhào trên đèo Hải Vân. Trước đó vào chiều cùng ngày, xe bồn chở dầu đi theo hướng Nam Bắc đổ đèo Hải Vân đi phần tỉnh Thừa Thiên Huế thì mất lái, lao vào lề đường bên trái rồi lật nhào. Vụ tai nạn khiến cabin xe bồn bị biến dạng, tài xế bị mắc kẹt. Dầu trong xe cũng chảy tràn ra mặt đường. Nhận được tin báo, Trung tâm điều hành hầm đường bộ Hải Vân đã phối hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên Huế điều lực lượng cứu hộ đến hiện trường. Sau khi đến hiện trường, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng dùng kìm cộng lực để cắt cabin xe gặp nạn, giải cứu tài xế bị mắc kẹt. Đội cứu hộ cũng đã sử dụng xe chữa cháy xịt chất chống cháy nổ ra khắp đoạn đường bị tràn dầu để phòng nguy cơ xe phát nổ. Sau khi được đưa ra ngoài, tài xế xe bồn nhanh chóng được chở đến một bệnh viện ở thành phố Đà Nẵng cấp cứu. Vụ việc khiến đoạn đường trên đèo Hải Vân bị tắc nghẽn nhiều giờ liền.